Xin chào các anh nhé, em giới thiệu các anh một con DAC cũng có lẽ là cũng quen thuộc với nhiều anh rồi. Em cũng đã bán một vài con các anh ạ. Thì bây giờ mới biết là em này có nhiều thế hệ, đây là thuộc thế hệ thứ 6, MK6. Đó, giấy hướng dẫn các cái thông tin của nó. Để em để riêng, anh nào mua thì về nghiên cứu nhé. Thì em này có cục nguồn cắm rời điện 220V. Đường vào điện là 12V các anh ạ. Tiếng rất hay, đặc biệt rằng là có nút chỉnh volume, tác dụng như một cục giày. Thì anh nào mà chơi bao hay là chơi loa liền công suất thì chơi thêm em này là ổn luôn nhá. Giải một vừa là giải mã vừa là dề luôn. Thì có hai đường là đường cổng fix là và cổng chỉnh được volume. Đó, thì đường tín hiệu vào thì có đường coaxial này, hai coaxial và hai optical, là hai cổng quang và hai cổng đồng trục các anh nhé. Tiếng em này hay lắm các anh ạ, phải nói rằng là một em DAC Mỹ xịn, Mỹ nòi các anh nhé, sản xuất tại Mỹ, chất âm thì vượt túi tiền rất nhiều các anh ạ. Để mà nói về chất lượng âm thanh đầu ra thì hoàn hảo, có ngõ cắm phone nữa đây. Em đang test với cả hai cổng đồng trục luôn cho các anh nghe. Anh nào mà đã chơi thì biết rằng là chơi em này đáng giá từng xu các anh ạ. Tiếng rất là chắc chắn, vững chãi, sạch sẽ. Đẹp đến 99%, phải nói là con này siêu đẹp rồi. Các anh cần chơi vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại 086-688-0998 để được em tư vấn phục vụ và hỗ trợ các anh chơi nhé. Em DAC này
thì xin phép được giao lưu với các anh với cái giá là 4,3 triệu đồng. Rất mong là các anh lựa chọn được những món đồ ưng ý cũng như rằng là được em hỗ trợ phục vụ các anh nhé. Xin cảm ơn các anh đã quan tâm. Rất vui được gặp lại trong những video sau. Các anh đăng ký cũng như theo dõi để tránh bỏ lỡ những sản phẩm hay tốt. Xin cảm ơn.